Nó đi theo đàn các bạn. Dầm rồi. Dầm rồi. Ba con dầm. Không có to các bạn, chỉ có dầm đất thôi. Một này. Ui xời. Ui xời. Các bạn thấy chưa? Ui xời. Nó như tên lửa. Nhiều chưa? Mình không cần muốn nhặt. Đây các bạn này. Đây dầm này về kho rồi, thôi rồi. Đúng ổ rồi. Ui giời, các bạn thấy cỏ nó rung chưa? Một lúc nó mới nổi. Đấy. Chán cả muốn nhặt. Đấy các bạn ơi. Một con dầm trứng này. Hai trứng này. Trứng này các bạn. Này lúc nhiều lắm. Ôi giời, không nhặt hết. Ôi các bạn ơi. Ôi xưa, cá thế này. Nó rút vào trong cỏ các bạn. Quá trời trong cỏ. Đây như kiểu cá suối các bạn nhé. Toàn dầm mấy anh ơi. Ôi giời ơi các bạn ơi, dầm này. Loại này làm được cái gì các bạn. Ôi trời. Dầm mùng á? To không anh? Đút vào túi. Loại đấy hơn 100 một cân đấy. Loại đấy hơn 100 một cân đấy. Hơn 100. Không, 500 nó phải loại 3 lạng. Đút vào một tích về gì hả anh? Ôi xa. Em đéo có túi. Ui giời ơi. Này. Ui có con gì to các bạn. Mùa cá rừng các bạn. Nó không nổi lên, không biết con nào. Ui giời, chưa con dầm nào to thế này. Ui giời, ui giời. Ui giời ơi các bạn. Này này, dầm này. Chào bác. Ui xời. Ui xời.
Chờ chưa? Quá trời cá nên để ăn. Nó lên đẻ quá trời các bạn. Ôi giời ơi, một ổ. Ôi giời ơi. Trời ơi, một ổ nó đang chặn nhau. Ai da. Ai da. Nó đang chặn nhau các bạn. To chứ.